Xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng ở cuối đợt 3 và trước cái bãi đất trống là dự định là công ty sẽ làm những đợt tiếp theo. Nhưng mà thời gian thì chưa biết nha cả nhà. Rồi hồi tối là Nhân ở lại đây cho nên là sáng sớm thì khi mà Nhân chạy ra thì Nhân thấy cái cuộc sống ở đây nó cũng khá là nhộn nhịp rồi. Cho nên là Nhân chạy vòng vòng quay cho cả nhà mình cùng được xem. Lúc nãy thì Nhân chạy bên cái phía gần công viên Kỳ Quan đó thì thấy nhà xây rất là nhiều. Thì cũng cái lý do là nhà xây nhiều cho nên là bây giờ cái giá đất bên đó thì nó khá là cao rồi. Bên đó bây giờ nó rơi vào tầm khoảng từ 12 triệu cho tới 13 triệu một mét vuông. Những cái lô mà nhỏ nhất thì 42, bây giờ là cũng khoảng là 580 tới 600 triệu một lô. Mặc dù là bên đó là cái sổ hồng thì nó chưa có nha cả nhà. Nó sắp có rồi, nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng nữa sẽ có sổ hồng rồi. Cái phía bên đây thì là của khu dân cư ở Lexington đó. Thì Nhân thấy bên chỗ đầu tư họ đang làm hạ tầng. Thì nói chung là làm cũng không có nhanh lắm, nhưng mà thấy bữa nay xuống là cũng thay đổi nhiều rồi. Và cũng có rất là nhiều khách hàng ký gửi Nhân ở bên Lexington. Nhưng mà nhân không có nhận, hoặc là Nhân nhận đi chăng nữa thì Nhân cũng không có dám bán. Nói chung là bây giờ cái giá bên đó thì cái giá bên đó là khi khách hàng nó ký gửi lại thì nó cũng khá là cao chứ không có rẻ. Nói chung là nó cũng rơi vào Phú Trinh mà tầm khoảng 10 triệu mét thì bên đó cũng khoảng 8-9 triệu mét rồi. Nhưng mà cái hạ tầng thì bên đó thì nó không thể nào nó bằng bên đây được, nên là rất là khó bán. Đó, như mình thấy là nhà rất là nhiều ha. Lát Nhân chạy vô cái khu kia thì rất là nhiều cái căn nhà đang xây lên. Đây là đợt 5 nha cả nhà. Đợt 5 thì hiện tại là đã chia thành hai đợt. Có một đợt đã đi công chứng rồi. Có một đợt công chứng cách đây nó rơi vào cũng khoảng nửa tháng rồi đó. Là đã đi công chứng rồi. Và còn phân nửa đợt á, thì bên chủ đầu tư là hẹn lại tới tầm giữa tháng 10. Thì khi mà công ty thông báo cho mình là có sổ đó, thì cả nhà mình nếu như mình muốn bán thì mình không cần phải sang cái sổ lại. Nhân xin lỗi, không cần phải đi làm cái sổ hồng với công ty, mà là mình có thể là mình sang cái hợp đồng của mình lại cho người khác, và cái người sau cùng đó họ sẽ tự đi làm sổ. Như vậy thì nó sẽ đỡ mất thời gian cho mình rất là nhiều. Rồi đây là cái khu Nhân nói nha, gần Kỳ Quan nè, xây nhà rất là nhiều. Thì bởi vì nếu như mình muốn bán mà mình đi công chứng với công ty đó thì nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng thì nó mới ra sổ hồng được. Thì trong vòng 2 tháng đó thì mình rất là khó để mình bán được cái sản phẩm của mình. Cho nên là muốn bán thì cứ để cuốn sổ đó, và khi nào có khách thì mình sang hợp đồng và cho người sau cùng họ tự đi làm sổ. Còn nếu như mà mình quyết định mình để luôn á, để xây nhà, thì mình có thể là mình đi sang đi làm sổ hồng với công ty.
thì tại vì hôm qua là Nhân không có tính ở đây, nhưng mà Nhân tiếp khách thì nó hơi tối rồi. Với lại sáng sớm thì có chú khách hàng ở bên quận 8 qua đây nhận đất á, cho nên là Nhân mới ở lại luôn. Cái phía ở bên đối diện với kênh du lịch sông Trăng á, thì Nhân thấy là hầu như là cái mặt bằng đã được dọn dẹp hết rồi, thứ nhất. Và cái thứ hai là Nhân thấy những cái anh bên địa chính á xuống đo đạc ở bên đây, nhưng mà không biết nó như thế nào, không biết là phải của công ty cắt tường tiếp tục mở bán hay không, hay là của chủ đầu tư nào khác, hoặc là làm một cái gì đó. Nhưng mà Nhân đây có một cái căn nhà lâu gốc này, xây biệt thự rất là đẹp nha cả nhà. View kênh. Thì nhưng mà Nhân cái cảm giác của Nhân hình như là sẽ là làm thêm những cái khu dân cư mới. Đó, nhưng mà Nhân không biết cái chủ đầu tư nào hoặc là của ai thôi. Bởi vì cái mặt bằng là mình thấy là được dọn dẹp rồi, rất sạch sẽ rồi. Thì bên phía chủ đầu tư á, đây thì nói chung là cũng khá là kính tiếng, nói như vậy để cho nó dễ. Thì hầu như là lúc trước là Nhân bán là khi nào mà mở bán hoặc là tới ngày tới giờ rồi đó thì mới biết được thông tin. Còn nếu như bình thường á là không thể nào mà biết được, hoặc là cho dù có quen với những cái anh làm ở trong trụ sở công ty đi chăng nữa thì những cái anh đó cũng mặc dù chơi thân cái nào đi chăng nữa anh cũng không tiết lộ là cũng rất là khó. Tại vì khi mà một chủ đầu tư họ bung ra một cái dự án đó thì nó có rất là nhiều cái vấn đề về pháp lý, về hạ tầng, rồi về cái cách phân lô. Thì cho nên là họ không thể nào mà họ có thể là tiết lộ trước được những cái thông tin đó. Bởi vì bây giờ thì nó có rất là nhiều cái đối thủ cạnh tranh với nhau. Cho nên là họ càng kín tiếng thì họ càng không bị kêu là đấu đá, rồi bị nói xấu này kia đó. Như mình thấy nguyên khúc này cũng vậy nè, cây là được đốt hết trơn rồi. Hồi lúc hồi tối thì Nhân ở lại đó, trời mưa, nói chung là mưa rất là lớn, mua suốt xuyên suốt luôn đó. Thì mấy các bạn trẻ không có xuống chơi cho nên là cảm giác thì nó cũng hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà có một cái căn nhà kế bên đó thì hồi trước là Nhân cũng bán cho chú đó, thì bây giờ là hai chú cháu cũng giống như là hàng xóm rồi, cái dạng như là thân thiết rồi đó. Thì xuống là cũng uống với chú vài lon rồi karaoke với chú, thì nói chung là cũng đỡ buồn. Chứ còn nếu không ở một mình chắc nghĩ là buồn lắm. Nhưng mà khi buổi sáng ra thì lúc mà mở cửa sổ ra thôi là cảm giác nó rất là thoải mái, rất là trong lành. Nói chung mình sống để thiên về cái kiểu như là người lớn mà ở đây á, để nghỉ dưỡng á, thì nó không còn gì bằng, không còn gì mà bàn cãi hết. Tại vì cái không gian sống thì nó rất là tốt. Nhưng mà có một cái là nãy giờ là Nhân chưa ăn sáng, Nhân kiếm vòng, chưa có thấy chỗ nào ăn sáng hết. Cho nên là cũng rất là khó ở chỗ đó. Bởi vì nói chung là cái khu mình cũng đang phát triển cho nên là còn mới đó, thì những cái dịch vụ nó chưa có nhiều. Cho nên là đông ra ví dụ như là muốn ăn uống hoặc là muốn vui chơi này kia đó thì cũng phải đi xa xíu. Hoặc là bây giờ nói chung là ăn sáng là cũng phải kiếm chỗ ăn sáng. Hồi trước là nếu muốn ăn sáng phải chạy ra tuốt ngoài cổng đó, bây giờ thì cũng có một vài chỗ rồi. Nhưng mà nãy giờ Nhân chạy thì Nhân chưa thấy. Thì nói chung là chỗ nào cũng vậy thôi. Khi mà mình
mình về mình ở, mình là những cái người đầu tiên á thì lúc nào nó cũng khó khăn hết. Nhưng mà có cái là mình về ở trước thì mình cái lợi thế của mình nhiều hơn, tức là mình có thể kinh doanh được những cái mặt hàng hoặc là những cái dịch vụ á, thì lúc nào là nó cũng sẽ tốt hơn. Và chỉ một thời gian đầu thôi thì những cái người khác họ thấy mình kinh doanh tốt thì chắc chắn một điều là họ sẽ làm theo, thì lúc đó là cái sự cạnh tranh nó rất là nhiều. Lúc đó là không có còn mà thoải mái kiểu mà vô tư là tôi có hàng tôi bán, người khác cần hàng của tôi thì tôi mua nữa, mà sẽ là một sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả, về cái sản phẩm. Cuối cùng thì khủng long cũng đã có một cái căn nhà xây lên, và mình nhìn cái thế nhà thôi là biết xây quán cà phê rồi nha cả nhà. Nói chung từ từ rồi thì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng sẽ đông đúc và cái cuộc sống nó sẽ trở lại bình thường như ngày xưa nữa, chứ không còn cái cảm giác mà sung sướng nữa. Ở đây thì nó có hai cái vấn đề như thế này. Ví dụ như là khi mà nó còn mới á, thì mình xuống mình cảm giác nó rất là thoải mái, rất là yên bình, rất là vô tư. Nhưng mà sau này là dân cư về ở đông đúc rồi á, thì lúc đó nó cũng sẽ phức tạp giống như Sài Gòn thôi. Nó kiểu như là những cái khách hàng mà người ta không thích ở Sài Gòn nữa, nó nhộn nhịp quá, nó kiểu như là nó sao ta, cuộc sống nó bon chen quá đó, người ta về những khu này đó. Nhưng mà mình cũng được thời gian đầu thôi thì nó cũng sẽ đông đúc và nó cũng lại như nhau. Nhưng mà khi mà nếu như mà không có dân ở á, thì lúc đó nó sẽ rất là buồn, cái kiểu như vậy. Và cái cuộc sống á thì nó không có tốt, tức là nó không có nhiều dịch vụ nó phát triển lên. Thì bắt buộc là nếu mà mình muốn những cái dịch vụ đầy đủ thì lúc đó là dân phải về đông. Nói chung quy lại thì ở đâu cũng vậy thôi, được cái này thì mất cái kia, chứ không có cái nào mà trọn vẹn hết. Thì hôm qua là ngày thứ sáu thì Nhân cũng có sang mấy cái hợp đồng ở trên trụ sở Cát Tường, thì Nhân thấy cái sự giao dịch vẫn đông như ngày nào. Tức là tại vì ở những cái công ty khác thì họ sẽ tức là sang nhượng ngày nào cũng được, bất cứ ngày nào cũng được, nhưng họ lấy phí rất là cao. Họ lấy phí tới 2% trên tổng giá trị của hợp đồng của mình. Ví dụ như là một lô đất mà mình 1 tỷ là mình mất khoảng 20 triệu cái tiền sang nhượng rồi. Nhưng mà ở cái Cát Tường được một cái thế là mình sang nhượng là mình chỉ mất 5 triệu thôi. Và cái lô mình 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ cũng vậy, cũng chỉ mất 5 triệu thôi. Nhưng mà có một cái nó hơi khó, một cái chỗ là mình phải sắp xếp thời gian, bởi vì nó chỉ rơi vào cái ngày thứ sáu thôi, còn tất cả những ngày trong tuần đó thì công ty không có làm việc, không có sang hợp đồng. Mình thấy người già và người mấy đứa trẻ trẻ đó thấy rất là vui tươi. Trong điện âm thì Nhân có một cái lô của một khách hàng, thì nói chung là cũng hơi kẹt tiền gửi lại bán, thì cái giá nó cũng rất là vừa phải. Nếu mà cái giá này có thể nói là giá đầu tư, tại vì ở trong đây là những cái lô 418 ở trên cái trục đường chính TC6, thì bây giờ hiện tại là cái giá nó từ 700 tới 720 một lô rồi. Trên cái giá là khá là cao rồi. Thì Nhân có một cái lô V3, lốc V3 đó, trên cái đường trục chính TC6 đó. Nhân xin lỗi, đường này đường gì ta, được thôi, lốc V3 nha cả nhà. Lốc V3 và hướng Bắc, thì diện tích là ngang 4 dài 18 đó. Khách bán chỉ có 660 triệu thôi,
là một trong những cái lô phải nói là rẻ nhất của cái khu điện ngầm này, rẻ về cái mét vuông nha cả nhà. Còn những cái lô kia thì nó chẳng hạn như những lô kia thì nó diện tích nó nhỏ hơn thì chắc chắn là cái gì giá nó sẽ rẻ hơn rồi. Ở đằng kia là Nhân thấy mấy anh bảo vệ hình như là đang cắt cỏ nè, cắt cỏ cái chỗ đợt mới nè, dọn dẹp rồi. Nó như cả nhà mình thấy xa xa đằng trước đó ha. Nói chung là mấy ông này làm rất là hồi hộp. Và chỉ cần mà cái đợt mới mà công ty chịu bung ra thôi thì lúc đó là cái giá đất của cái khu cát tường Phú Sinh là lại tiếp tục là phải nói là bùng nổ nữa. Thì cái đợt 11 đó là công ty đã bán cái giá là 12 triệu rưỡi rồi, thì cái đợt 12 này thì Nhân chắc chắn là không thể nào mà dưới 12 triệu rưỡi được, phải từ 13 triệu mét vuông trở lên. Thì lúc đó là những cái khách hàng mình mua lại của những khách hàng trước tầm khoảng 9-10 triệu là mình có lợi rồi. Mình lời mấy triệu mét vuông rồi, trăm mét vuông cũng mấy trăm triệu rồi, không có ít đâu. Còn những cái khách hàng nào á, nếu như mình cái dạng như là mình không có cần gấp lắm á, mình cứ để từ từ, cứ ngâm nó đi. Ở đâu là Nhân không dám hứa, chứ còn ở khu Phú Sinh này là nó còn nhiều cái hay lắm. Rồi bên kia mình có hai cái nhà cũng đang xây á, trời hai lầu hết luôn. Rồi thôi bây giờ Nhân chạy ở bên vòng vòng ở bên cái khu giai đoạn 2 thôi. Bây giờ nó bụng quá trời thì phải đi ăn sáng rồi. Thì Nhân chào cả nhà mình. Cả nhà mình hãy bấm nút đăng ký của Nhân để có thể xem tất cả những video sau. Còn nếu như mình có thể mình chia sẻ video của Nhân để cho nhiều người khác cùng được xem ha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại ạ.